Hi, chào bạn đã quay lại với channel mình. Ok, quay lại với game Auto Chat Movie nha. Ok, chà. Cái này lại có chú quỷ nhưng mà không có Phantom Win. Chà. Muốn đi một cái full team đi mình thì hơi khó. Hơi khó thiệt. Tại bây giờ full team đi mình lại có Shadow Divine. Mà cái con đó thì nó lại tuyệt vời nha. Mà kết hợp với chú quỷ cũng ngon nha. Kết hợp với chú quỷ cũng tuyệt vời luôn. Tại cái kill của chú quỷ nó cũng vậy. Càng đông đi mình nữa thì nó càng khỏe. Cái con kia cũng vậy, càng đông đi minh á thì tao gồng càng nhiều tia, mà càng nhiều tia thì tao càng gây được nhiều đam. Cho nên là cái con này với lại con 3 tiền với con 5 tiền này nó khá là gần nhau. Nó phù hợp, đi càng đông đi minh thì càng tốt. Nhưng oh shit, lại nữa bán đi lên 2 sao luôn chứ sao, lỡ rồi, lỡ lên được 2 sao rồi thì xúc luôn chứ ngại gì nữa bạn, đúng không? biết sao giờ cái này nó thì nó đưa thì mình đẩy thôi chứ giờ sao bạn, làm đâu có chê, mình không có chê mấy cái này. Mày cho là tao lấy à, chứ không có chê. Cho là lấy à, chứ không có ngại đâu bạn. Con hôm qua thì mình còn bạn biết rồi đó. Con Shadow thì nó cũng được chút đỉnh. Hôm qua thì đi, tóm lại là đi nó có sát thương tay nữa. Hôm nay nếu thích thì mình đi 6 phép cũng được. Đi 6 phép cho các bạn xem thử thế nào. Tại vì nói chung cái con này nếu mà bạn dựa vào sát thương kỹ năng của nó thì là bạn phải đưa qua bộ phép. Chứ tại còn mỗi tia của nó có 200 đam thôi à, nó không có nhiều như hồi trước nữa. Hồi trước thì nó không có cái vụ là cộng thêm demon là nó có nhiều tia hơn, không có cái chuyện đó. Mà nó cộng thêm demon thì nó cũng vậy thôi à. Cho nên là hồi trước cái đam mỗi tia của nó rất cao. Còn bây giờ tia của nó thấp hơn một chút rồi. Sát thương của nó hơi yếu hồi trước, nhưng mà nó được có một cái là nếu mà bạn kết hợp với bộ phép á thì cũng ngon. Cũng ngon. Rồi, để bây giờ phép thì nó khác hồi trước hơi nhiều. Nếu bạn đi chính phép bạn đi con này cũng được. Đi chính phép mà Wiza thì mất đi mình thôi, bạn không cần dựa vào đánh tay của nó, bạn dựa vào sát thương của nó thôi. Cũng được luôn, nhưng mà con này bây giờ gồng nó hơi lâu. 1.6 giây là cũng rất là lâu đó chứ. Tại không phải có nhanh nha bạn. 1.6 giây là cũng gọi là dữ dằn đó. Tại nó gồng á, cái gồng của nó hơi tốn thời gian một chút xíu, chứ còn thời gian hồi chiêu con này đâu có nhiều. Nếu mà kết hợp đi con này với God cũng ngon. Nhưng mà đi với con này với God á thì biết rồi đó, nếu mà đi với God á, bây giờ God với con này là đỉnh của chớp luôn. Tại vì 6 God, 6 Warlock, 6 Warlock mà có con này đam nha. Con này hồi chiêu đam rất ghê. Nhưng mà bắt buộc là phải hủy đi mình. Bắt buộc là phải hủy đi mình nó, chứ không là bạn đưa nó vào sớm nó không hưởng được gót. Bắt buộc là bạn phải có hai con đi mình, một con đi mình sẵn ở trong team rồi, khi bạn đưa con Shadow Divine vô thì nó mới mất đi mình thì nó mới có hưởng được bộ gót. Mà hưởng được bộ gót thì nó gồng cũng được, nhưng mà bạn biết không, cái thời gian hồi chiêu con này nó không có nhanh, nó không có lâu quá đâu, cho nên thời gian hồi chiêu con này rất chậm. Nhưng mà được có cái là bạn biết sao, cái gồng của nó mới lâu. Cái gồng của nó tốn thời gian, dù bạn có hồi chiêu nhanh đi nữa đi thì bạn cũng phải chờ nó gồng đúng y thời gian đó nó mới gây được sát thương. Hơi lâu nha, mình nói thiệt, đây là một trong những cái kỹ năng có cái chiêu gồng khá lâu của cái game này. Già, mình thấy già nó có khi còn nhanh hơn con này được một chút. Không biết nữa, cái đó cảm giác thôi. Chứ mà 1.6 giây là còn ở là dữ dằn lắm các bạn. Là lâu dữ lắm á nha. Thường thường mấy chiêu mà kích hoạt luôn á nó sẽ đỡ tốn hơn, nhưng mà con này nếu mà đi God bạn có thể kẹp thêm một con rất là lợi hại nữa là con Spirit, là Thunder Spirit đó. Nhưng mà Thunder Spirit thì không đi được Dark Spirit nha. Còn chứ nếu mà bạn đi Dark Spirit mà bạn đi Thunder nữa thì nó lại có kích Spirit thì nó không có hồi chiêu của hai con, mà không có hồi chiêu của hai con này thì dùng làm cái chó gì. Cho nên bỏ qua luôn. Bỏ qua luôn. Là nếu bạn đã đi Thunder thì bạn bỏ đắt. Còn nếu bạn có đắt rồi thì bạn đi 6 Warlock cho mình. 6 Warlock cho mình. Trận không có đắt thì bây giờ bạn vẫn lên được 6 Warlock bình thường. Còn hồi trước á, Dark Spirit á, bây giờ có 6 con luôn. Nếu thích thì cũng có. Nhưng mà đã đi God rồi á, đi 6 Warlock á thì bạn chỉ cần đi 5 con thôi. Bạn chỉ cần đi 5 con thôi. Tại vì có sẵn Wiza rồi, bạn phải tận dụng.
có sẵn visa rồi, mắc gì đâu phải đi sấu Warlock làm gì đúng không? Không cần năm tiền bố mày vẫn có sấu Warlock luôn, cho nên con này đi với bộ God khá là ngon, khá là ngon nha. Nhưng mà họ chưa, mình muốn là gọi là đi God là biết là nó mạnh rồi đó, chứ không có yếu. Nhưng mà mình phải thử những cái bộ khác. Đồ cái trứng, cái trứng này ngon nè. Cái trứng này ngon nè, được nha. Từ từ để coi mình cái trứng này chút nữa mình để mình up con khác, chứ bây giờ còn chưa có con nào một cặp luôn. Nó thiệt chưa có con nào một cặp luôn, toàn là mấy con gì đâu không. Có ba rồng rồi nè, nè có ba rồng rồi, nhưng mà chưa. Ây, hay là mình đi năm rồng luôn nha, đi năm rồng shadow rồi sáu sáu mét hả? Không, 6 mét thì nó tệ quá. Nếu mà lại 9 mét thì nó lại ghê nữa, là mấy sao. Cái con này gây sát thương rất là ghê, gồng cái xoẹt một cái là đóng băng cũng hơi lâu luôn á nha. À, mà sát thương con này là đúng kiểu là AOE luôn. À, tại còn già trưởng á, già trưởng là nó chỉ đi một cái đường thẳng thôi. Con nào đứng ở trên cái đường thẳng của đó nó mới bị hóa đá. Còn nếu mà đã Shadow Divine mà đã gồng rồi á, xòe một cái là nguyên bàn cờ, khó cái chỗ nào mà bạn né được lắm. À, khó cái chỗ nào bạn né lắm, thường là trúng hết. Như vậy thì nó hóa đá rất là ghê. Nhưng mà được có cái là nó hơi chậm á. À, nó hơi nhanh, nó hóa đá hơi nhanh. Tại vì có 200 sát thương thôi à. 200 sát thương, 350 sát thương thì mới được 1 giây. 200 sát thương thì chắc khoảng được tầm nửa, khoảng nửa giây hoặc là 0.6 0.6 giây. Như vậy thì cũng đâu có nhiều bạn, 0.6 giây là mà đúng kiểu là một tích tắc luôn, còn chung cái là xong luôn, là bắt đầu nó chuyển động lại luôn à. Ồ, nhưng mà bị kiểu không, mình nghĩ nếu mà giờ đi chính phép cũng vậy thôi à, không cần tới đâu. Tại bạn biết sao, nếu là mình đó nha, mình sẽ thêm rất nhiều sát thương vào, lia là chết luôn, chứ hóa đá làm chó gì. Ở lia là chết luôn, già trưởng Shadow gồng rồi Thunder gồng nữa kìa là chết luôn, là ăn tiền luôn, chứ mình không có cần phải đi chính phép làm gì, hóa đá làm gì, đâu có chơi mà còn kiểu trì trạc đó đâu bạn. Không, mình vô mỗi con một anh tiêu là bên kia lia hết là đơn giản nhất. Ờ, là đơn giản nhất luôn, chứ không có cần phải tính toán là hóa đá bao nhiêu giây rồi không. Lia phát chết luôn, nó đỡ cái tốn thời gian, với lại đỡ mất công phải suy nghĩ phải không. Xoẹt xoẹt xoẹt, ba xoẹt là chết là được rồi, là đủ rồi. Hai trứng luôn, bài ra chất lượng thiệt sự luôn. Tao không ngờ luôn, bài ra chất lượng thiệt sự luôn á. Ôi, bài ra vải 10 tiền các bạn, hai trứng này là 10 tiền đó, chứ không phải là dạng gọi là rẻ rẻ đâu nha. 10 tiền là giờ này kiếm khó lắm luôn á. 1 tiền bây giờ đã gọi là chênh lệch với nhau là đã thấy thua thiệt rồi. Mà mình mất 10 tiền mà 10 tiền này bây giờ chưa tăng được sức mạnh cho đội hình của mình nha. À, chưa tăng được sức mạnh cho đội hình của mình. Tại sao? Nó chưa thể hiện được. Nếu mà cái trứng này á, 5 tiền này mà úp vô con nào đó lên 2 sao thì nó mới thể hiện sức mạnh trên bàn cờ. Còn này nó mới hàng dự bị à. Không, nó mới hàng dự bị à, nó chưa thể hiện được sức mạnh trong trận đấu. Cho nên là 10 tiền này gọi là đang chôn. Chôn, kiểu giống như ông bà xưa chôn vàng dưới đất lâu lâu đào lên vậy đó bạn, kiểu như vậy. Đó, bây giờ là đang chôn tiền dưới đất nè. Bây giờ chút xíu nữa hy vọng là mình sẽ vô một cặp con nào đó mà úp lên 2 sao là mình có thể gọi là nắm được cái gọi là cái thế chủ động của trận đấu. Thì vậy mình mới lời. Ờ, vậy nên mới lời. Chứ mà bây giờ mà bạn úp lên mà nó không thay đổi được chủ động thì 5 tiền này chôn ở đây gần như là mỗi hiệp là 1 tiền các bạn. Này là 10 tiền, 10 tiền thì mỗi hiệp 1 lãi. À, mỗi hiệp 1 lãi, cứ chôn 5 hiệp là mất 5 tiền. À, 5 hiệp mất 5 tiền, 10 hiệp mất 10 tiền. Phải thể hiện liền. Có khi nhiều khi mình lấy trứng đúp con 1 tiền, tại bởi sao mình không có muốn chôn tiền. Thà lỗ 4 tiền, thà lỗ 4 tiền mà vô cái đội hình nó mạnh luôn, nó thắng luôn. Mỗi hiệp mình kiếm thêm được 1 tiền, nó lợi hơn rất là nhiều, thấy không? Rồi, ba Hunter, trời đất coi bài vải đái thiệt luôn. Bài vô nó không khớp một cái gì luôn á. Mà nhưng mà hên sao vẫn thắng được nha. Đúng kiểu là nó có huôn mà kiểu thắng được chứ không phải thua. Nhưng mà bài thì nó ra không giống nhau thôi nè. Chưa có con nào lên 2 sao hết, nhưng mà đánh quái thì vẫn ok. Nói chung ba rồng giai đoạn đầu cũng khá là mạnh nha anh em. Nếu anh em nào muốn gọi là kiếm được một cái gọi là cái sức mạnh mà vừa đủ để mà thắng mấy cái giai đoạn đầu này á,
thì ba rồng là một cái lựa chọn rất ghê. Ba rồng đặc biệt là con rồng phun nước miếng nha. Con rồng phun nước miếng này bây giờ còn 2 tiền thôi. Hồi trước là 3 tiền, bây giờ nó còn có 2 tiền thôi. Lên 2 sao nó cũng khá là đơn giản. Nếu mà lên được 2 sao thì phun cũng đâu. Mặc dù là không đâu bằng hồi trước, nhưng mà bây giờ nó cũng tầm giá 2 tiền nhiêu đó đam là đủ rồi vậy. Tầm giá 2 tiền với cái lượng sát thương mà cái phun nước miếng vậy là quá ghê rồi. Đó, nè, phun nước miếng vô cái là nó rút độc đau lắm. Chết nè, thấy chưa? Đâu có yếu đâu mày. Rõ ràng là không yếu nha, nhưng mà nó giảm xuống 1 tiền thì coi như là mình lời. Mình kiếm được một con khả dụng. Nếu bây giờ bạn khởi đầu ba rồng rẻ mà, con ra là 3 tiền thôi. À, còn kia con 1, con 2 tiền cũng rẻ mà. Nếu nếu mà mình nói thiệt luôn, bây giờ mình cứ vô là mình gặp con rồng phun nước miếng là mình mua cái đã. À, cứ gặp rồng là mình bích luôn xong đi ba rồng trước cái đã, rồi chút xíu nữa mình coi bài bài nào đó mình bán thôi. Lựa chọn tình huống. Nếu mà rồng phun nước miếng này lên 2 á, mình có cơ hội thắng cao. Đúng chưa? Anh em nghĩ thôi đúng không? Trời ơi, đất ơi. Rõ ràng là mình chơi gọi là bản test cho anh em để làm gì đó, để anh em biết được sắp tới là game nó sẽ như thế nào. À, game nó như thế này, game nó như thế kia, anh em gọi là chuẩn bị hết tinh thần để tránh có bị sốc đó, anh em. À, tránh có bị sốc quá, nhiều khi nó thay đổi nhiều anh em, mà bị hơi bị luống cuống, nhưng mà mình test cho anh em sẵn luôn. À, mình trong lúc chơi mình cũng nhận ra được một số kinh nghiệm dành cho mình luôn, cũng hay. Không, giống như con rồng phun nước miếng này, đi ba rồng rất ổn, tại vì nó có 2 tiền thôi. Bây giờ tiền muốn đi ba rồng giai đoạn đầu, trừ con rồng 4 tiền thì khó kiếm là cái chắc rồi. Không có ai nói con rồng 4 tiền mà dễ kiếm, con rồng 3 tiền gọi là 3 tiền thì dễ đi. Mà giờ này hồi trước 2 con, bây giờ còn có 1 con 3 tiền thôi, còn con kia còn lại giảm xuống còn 2 tiền thôi. Dễ kiếm hơn nhiều, đúng chưa? Trời ơi, đất ơi. Làm cái gì cũng phải có tính toán anh em không? Có tính toán hết. Bây giờ lại 3 rồng nè, thắng mà mất cái chuỗi đúng không? Mất cái chuỗi thì sao? Mình có 50 tiền rồi. Hiệp 13 mình có 50 tiền, đó gọi là đạt được mục đích rồi bạn. À, đạt được cái mục nhọt ở ngay đích rồi, cho nên là mình không có cần phải lo lắng về cái việc mà giờ này mình có thể thua hay mất máu. Mất máu thì sao? Mất máu thì sao? Thua thì sao? Thua cũng được, tại vì mình có 50 tiền rồi, mình còn có cơ hội mình bật dậy được. Dù mình ngay bây giờ mình có thua đi nữa thì mình vẫn còn ok, chưa không có tới nước mà gọi là đi luôn. Còn bây giờ lỡ bạn mạnh đi chút xíu, bạn xài hết tiền, cái đó mới nguy hiểm, nguy kịch. Bạn biết sao? Bạn xài hết tiền. À, bạn xài hết tiền rồi mình nha, mình bạn xài hết tiền xong rồi đó, cái bạn mất cái chuỗi xong bạn kiếm lại tiền rất khó, mà thằng ăn chuỗi của bạn thì nó đè tiền chuỗi của bạn rất là lớn. Thí dụ bạn có chuỗi 10 thì bạn đưa cho nó 10 tiền rồi, bây giờ bạn không có mỗi hiệp nào bạn không có thể nào bạn bằng lãi của nó hết rồi, 10 tiền đó nó bắt đầu nó đẻ lãi cho nó nữa, thì bạn biết không, nó gọi là kêu bạn sao, nối giáo cho giặc, mà đưa thêm sức mạnh cho nó để nó quýnh mình. Đó gọi là dại dột đúng không? Cho nên là mình ít khi nào mình xài tiền mà gọi là lúng lắm. À, có chứ không phải không, nhưng mà nó phải phù hợp với trận đấu. Mình đang xanh nhưng mà mình phải tính tới cái đường gọi là mình gãy ngay tại đó luôn nha, chứ không phải là chơi lúng nha. À, tại sao chứ giờ bạn chơi một chơi lúng luôn, lúng quá lúng luôn, cái chút xíu bạn gãy ngay chỗ đó ngay, lấy tiền đâu bù vô, đó gọi là sập cán cân kinh tế. À, sập cán cân kinh tế xong rồi về báo cha báo mẹ, không được. Thà gọi là không chơi, mà không có tiền người ta không chơi. Rồi chứ còn mà chứ không có chơi mà theo kiểu là vậy được, phải không? Cho nên thôi nhịn vậy, không có tiền nghỉ mà tao không đua, nhưng mà từ từ tao tích tiền lại được, tao có số vốn rồi, bắt đầu tao bật dậy sao. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà bạn, thấy không? Mình đâu có cần phải thắng liền đâu. Game này là sao? Sinh tồn. Game này mục đích duy nhất của game này là sinh tồn, thằng nào sống càng lâu đó mới có hạng càng cao. Chứ không phải YOLO. Vô xoay YOLO xong cái chết mẹ luôn, hiệp thứ 7 level gọi là top 7 top 8 thì nằm nhò gì, không. Mình chơi từ từ. Từ từ mình đi gọi là đường dài. Đường dài chứ mình không có chơi YOLO. Tại vô phát lô luôn cái xong luôn, xong. Không có như vậy phải không? Game này nó không, mục đích nó không phải vậy, là phải vào càng sâu. Lết cũng được, bò cũng được, nằm trường hay là kiểu gì cũng được, nhưng mà miễn là phải càng sâu càng tốt đó, vào càng trong càng tốt, giống như kiểu World Cup vậy đó bạn. Ta không biết mày thắng bằng cái kiểu chó gì, penalty hay là hiệp phụ hay là theo kiểu làm kiểu gì cũng được, miễn là mày càng lết vô trong cái hạng là càng cao.
Giống như nói có kỳ sao quên rồi ta, vô địch World Cup mà theo kiểu giống như là chỉ thắng đối phương có một bàn với lại đưa vào penalty gọi là hiệp phụ với gọi là bàn thắng vàng đồ này kia đó, là hết 5 trận. Mình thấy nó vô lý với đấy, kệ cha anh ta, miễn ta vô địch là ta vô địch rồi. Còn vô địch kiểu gì ta chưa cần quan tâm. Chứ quan tâm làm gì? Không, quan tâm là bây giờ nó vô địch rồi, nó thắng nè, nó vô chung kết, nó dứt thằng kia nó vô địch rồi. Còn nó đi vô đó kiểu gì kệ, chứ mẹ nó lết nó bò vô cũng là nó vô được tới vòng trong. Đúng không? Cho nên là không có nói như vậy được, cho nên là bây giờ mình lết từ từ không? Đội hình mình yếu nhưng mà tiền mình có. Mình chuẩn bị sẵn rồi tại biết chắc là đội hình mình yếu rồi. Bạn phải nhận định được sức mạnh đội hình của bạn là tôi đang yếu vậy. Bây giờ mình có thể thua lắm. Mà thua thì sao? Thua thì không có xả tiền, tại sao mình phải chơi từ từ, mình xoay từ từ mỗi hiệp. Và game nó sẽ cung cấp cho mình 5 tiền. Xong 50 tiền của mình nó lại cung cấp cho mình 5 tiền nữa là 10 tiền. 10 tiền. Mỗi hiệp 10 tiền như vậy mình có thể xoay mua tướng kiểu gì đó mà tích tiền. Mỗi hiệp 10 tiền thì 5 hiệp là 50 tiền, mình có thể làm được rất nhiều thứ với 50 tiền. Má dữ vậy ta, bài chất lượng đấy, ba cái trứng rồi không hiểu kiểu gì luôn. Vậy giờ mày muốn tao thiệt sự là bây giờ mình không biết nói kiểu gì luôn. Ba trứng này nãy giờ bạn thấy có gì để úp không? Không lấy úp con rồi phun nước miếng này 2 tiền, không lấy 2 tiền không ra đúng không? Không lấy 2 tiền không ra, bây giờ bạn phải lấy tới mức và lấy trứng 5 tiền úp con 2 tiền luôn á, thì đúng kiểu là nó hơi vào bước đường cùng. Từ khi nào mà giống như là quyết định sống chết trong gián đó thì mình mới làm như vậy thôi. Chứ còn nói thiệt 2 tiền này mình để mình xoay với mắt chó gì, mình lấy cái trứng này úp. Trứng này chúng ta úp con 4 tiền hoặc là 5 tiền. Còn gì kiểu như dữ lắm thì 3 tiền đi cũng được, gọi là chấp nhận được. Chứ 2 tiền mà lấy trứng úp thì đúng kiểu là hơi khó, trừ khi là lên 3 sao. Ví dụ giống như là con ốc đi, ngốc còn có thiếu con đó, lên 3 sao lấy trứng úp được. Tại sao lên được 3 sao là cái sức mạnh đội hình nó khác lắm. Lên được 3 sao là cái sức mạnh đội hình nó khác dữ lắm. Ở đây phải không? Cho nên là chắc chắn là anh em không có thể nào mà tưởng tượng được đâu. Cho nên là tóm lại là ôi chết mẹ rồi. Trời đất ơi, mới xoay qua con già mẹ nó rồi. Bấm hơi nhanh bạn, bấm hơi nhanh, chết thiệt sự luôn. Cày dữ ta, mình lấy con già sớm mà được rồi. Trời đất ơi, xoay qua mất luôn, mình không không dừng kịp luôn á. Mình kiểu như mình thấy già rồi nhưng mà cái tay nó lỡ đặt vô cái nút luôn rồi, không thể nào mà gọi là có thì mai mốt cái game này nó phải làm một cái gọi là undo, kiểu giống như là Ctrl Z vậy đó bạn, để cho nó hồi lại một tên. Thí dụ giống như bạn xoay 2 tiền đi, hồi lại thì tốn 4 tiền, hồi lại tốn 4 tiền. Cái sai lầm nào cũng phải trả giá bằng tiền. Bạn hiểu không? Nó vậy đó cho nó mới được chứ. Máu cái nãy xoay ra già ngon quá rồi đó. Mà lỡ cái xoay cái mất tiêu luôn. Su thật sự luôn, kiểu pha đó đúng kiểu su luôn á. Mình đang ngon luôn á thì ra già cái mình chuyển qua mình đi phép với lại Shadow Divine là tuyệt vời luôn rồi đó. Tại vì mình tính đi 5 rồng, mình có rồng ở đây nè, còn Hunter thì có vẻ như không ăn tiền rồi. Hunter thì có vẻ như không ăn tiền rồi, mình nãy giờ là mình chưa có ý định mình đi Hunter luôn. Cho nên là nãy giờ mình muốn chuyển là đi phép với 5 rồng, để đưa con Shadow Divine vào, nhưng mà cuối cùng lại xoay mất con già, xui thiệt sự. Mà đúng lúc dầu sôi lửa bỏng nha. Đúng lúc mình cần nhất thì nó lại xoay qua mất tiêu. Mà hên nhất là biết sao, bây giờ mình còn 3 cái trứng. Ba cái trứng như giờ mình làm cách nào để 3 cái trứng này mình thắng được nè, mới là vấn đề. Bây giờ phải làm sao tối ưu hóa 3 cái trứng này mà để mình thắng được nha. Chứ bây giờ mình thua 71 máu thì thua được cũng được đi, nhưng mà sợ nhất là về cuối á, mình còn ít máu quá đó, thì rất có thể là về cuối á, mình gặp một cái đội hình nào đó nó khắc chế, mình không kịp xoay đội hình, hoặc là theo kiểu mình không có thêm thời gian để mình chọn trang bị. Chọn trang bị là sao? Mình chỉ cần đúng một hiệp quái bạn cay nhất là sao, phải không? Bạn nghĩ là bạn không phải yếu nha, nhưng mà bạn chỉ cần thiếu một món nữa thôi. Bạn chờ tới hiệp quái, thí dụ bạn thua hiệp quái 35 đi, 34 bạn thua mẹ luôn, cái đó là cay dữ lắm luôn.
À, cái đó là cây nhất luôn, cây cây gọi là cây hết cỡ luôn, đúng không? Bạn chỉ cần đúng một hiệp quái nữa thôi, bạn nhảy qua hiệp quái một cái là bạn lỡ bạn lụm được cái trang bị đó là bạn ngon liền. Nhưng mà nó thua hiệp 34, hiệp 29 đồ á, đó, nó thua mấy cái hiệp mà trước hiệp quái như vậy, tại vì hiệp quái tới là bạn thấy bạn bạn chắc ăn lắm nha, nhưng mà nó lại thua. Nó thua trước hiệp quái một cái, trời đất ơi, xui. Không có kiểu gì mà nó cay bằng cái đó đâu bạn, mình nói thiệt. Mình đã chơi trải qua được rất nhiều chuyện ở trong cái game rồi rồi mình nói thiệt luôn. Không có gì cay bằng cái đó, tại sao? Trời ơi, thua hiệp quái mình như cái trang bị cuối luôn rồi đó. Hoặc là theo kiểu là biết sao? Bạn cần con đó 3 tiền. Bạn cần con đó 3 tiền đi. Mà bạn xoay tới còn 1 tiền cái nó mới ra. Bây giờ đội hình bạn không bán được con nào hết. Không bán được con nào luôn là bắt buộc phải giữ hết, tại không có được con nào bán luôn, chỉ còn con đó nó lên một con 3 sao đi. À, con Shadow Rauler 3 sao đi. À, mà 3 sao lại cuối cùng lại không lên được. Cái đó mới cày. Xong rồi mà cay nhất là sao biết không? Hiệp đó thua luôn. Hiệp đó thua luôn thì mới ghê. Có một con 2 sao thì làm sao so được với một con 3 sao được. Nhưng mà nó ngay tại hiệp đó cái nó thua luôn. Mà cái đó không có cửa gì mà chịu nổi hết bạn. Cay lắm, mình biết chứ trời đất ơi. Cái đó mình trải qua hết rồi. À, mình trải qua hết rồi cho nên là mình biết cái đó nó cay thì thôi luôn. Thí dụ giống như là mua không kịp hết tiền đi cũng được. Nhưng mà hiệp đó nó sống chưa cay, chưa cái đó là bình thường. À, cái đó gọi là trải nghiệm nó đơn giản thôi. Mà mình cái hiệp đó mà chết luôn đó, thì thôi xong. Ôi ôi, cái đó là tối khó ngủ luôn, mất con mẹ nó ngủ luôn chứ gì nữa. Phải không? Anh em nào từng trải qua anh em nói có phải không? Rõ ràng là vậy chứ gì nữa. Trời ơi, hiểu quá, mình hiểu quá luôn. Ngay tại hiệp đó cái nó còn chấm một máu nha. Còn một máu xoay ra được con 3 tiền rồi mà hết tiền mà đội hình bạn không thể nào con gì ra hết. Up lên 2 sao mà. Không con gì ra hết, không thể nào bỏ con gì hết luôn. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Hồi nãy là hụt một chút xíu đó gọi là một gọi là sao ta kiểu như là một pha sơ suất nhỏ thôi. Còn bây giờ không có đâu nha cu. À, không giờ không có đâu nha. Rồi, Shadow Revive 2 sao. À, bây giờ cái trứng bắt đầu thể hiện được sức mạnh. Đó, cái trứng bây giờ thể hiện được sức mạnh nè. Ra thử con già nó coi, mình đẩy con già 2 luôn đó chứ. Ra một con già nữa là mình dứt con già 2 luôn. Đó. Đây nè. Đây nè. Đây nè, ui dạ, con Shadow Divine đam cũng ác chứ bộ, đúng không? Đam đấy, ui, Magic Bar. Rồi. Ôi. Khó nhỉ, bây giờ rồng. Con rồng 2 tiền vậy chứ nãy giờ nó không ra. À, tính rất rõ ràng luôn là nãy giờ bạn thấy con rồng 2 tiền vậy chứ nó không lên được 2 sao. Damn. The Saw. Rồi, tạm thời có như vậy có 3 phép. À, 3 phép thì sẽ giúp cho con Shadow Divine của mình. Ôi, what? Khoan, dừng lại khoảng chừng là 2 giây. À, mua con này giờ con được 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 được. Good. Good 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 good. Lên luôn dưỡng đầu đấy, dưỡng đầu đó. Ui da, trời đất ơi, mà lại phun mẹ cái con này, nó ăn cắp chiêu con rồng phun nước miếng của mình, nó phun ngược lại mình nè bạn. Trời đất ơi, gãy ông đập lưng ông, đúng kiểu là vậy luôn. Mà nó phun ra nó không phải phun một tia nha, nó phun trúng vô cái chiêu rim tất hay sao, nó phun 3 con. Lừa thật sự luôn. Lên được 2 sao nè, mua con này vô nè. Từ từ nha bạn, Thunder 2 hả? À, đưa vô Hunter thì thôi, không có Hunter thì thôi, không sao hết. À, không có Hunter thì thôi, đi sao không sao hết, chút mình đi 6 phép cũng ngon. À, mình đi 6 phép cũng ngon, 6 phép Shadow Divine gánh nha. Xòe cái với lại con Thunder Spirit gánh. Ây da, nhầm rồi, nhầm rồi, nhầm rồi, đây rồi. Từ từ, hai trứng rồi, hai trứng thì lên Shadow Divine 2 3 sao là đơn giản. À, tính ra là nãy giờ dùng 3 trứng chứ còn còn hai trứng nữa chứ nãy là mới dùng một trứng rồi.
Được chưa? Cũng được lắm chứ bộ. Nhưng mà con kia chết rồi. Rồi sao? Muốn ăn tao? Muốn ăn tao là dễ hả? À, muốn ăn tao là dễ hả bồ? Dễ ăn quá. Để không cho mày ăn. Để không cho mày ăn. Đồ chua. Dễ ăn lắm. Shadow Divine 3 luôn. Mình level 8 rồi. Đây nè. Nãy giờ mới có nha. Nãy giờ mới ra đó. Ít nhất là phải già. Già 2 luôn. Lấy này mình lấy trứng úp già luôn. Hay là lấy trứng úp Shadow ta? Khó đấy chứ. Bây giờ lấy trứng úp già chúng ta sẽ phải tìm tới 3 con Shadow nữa. À, nếu mà mình không á thì mình chỉ cần tìm 2 con đó thôi là được rồi. À, cũng căng đấy chứ. À, bây giờ đang hơi phân vân ở cái việc là bây giờ già 2 hay là Shadow 3. Shadow 3, ôi trời, già chết mẹ rồi. Già trưởng như vậy thì xong rồi. Rồi nó có già trưởng pha đó là tao biết tao úp con gì rồi đó. Cái trưởng vào hư không luôn. Vậy thì ai 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 độ mày? Trời đất ơi, đang gọi là phân vân mà không không biết làm cái cách nào để chọn một trong hai. Già trưởng pha đó mất niềm tin mẹ luôn. Già trưởng pha đó đúng kiểu mất niềm tin luôn. Giờ đâu con tao không tin mày nữa rồi. Vì già trưởng pha đó thấy xong mẹ luôn. Thôi 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 thôi, cút luôn, cút luôn. Rồi đó, bắt đầu bài thấy ngon ngon chưa. Bây giờ mình đi 6 phép nữa. 6 phép thì đưa Ormed vô là ngon nhất cho bạn. À, đưa Ormed vô là ngon nhất. Tại sao? À, nếu mà đưa Ormed vô có 6 phép chút xíu nên mà lỡ mà nó búp cho con nào đó mà gọi là ra kỹ năng xong là mà gọi là bỏ qua thời gian hồi chiêu luôn á thì tuyệt vời đó. Anh em đang xem để lại cho mình một like nè. Ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel của mình nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Ok. Ok, trời ơi. Cũng được quá nhờ. Ồ, nhưng mà cái này thua rồi. Hunter nó bắn đau quá. Hunter nó bắn hơi rác. Khó 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 khó. Cần đấy chứ. Bây giờ mình hơi hay quá. Trời ơi, đỡ tốn cái trứng. Đỡ tốn cái trứng. Bây giờ hai con Shadow nữa thôi là mình tao lên hai Shadow 3. Mà Shadow 3 với 6 phép á, thì ok luôn. À, Shadow 3 mà với 6 phép thì thôi chấp bay luôn. Ôi, nhưng mà cái thằng đầu bảng 13 trận thắng liên tiếp nha bạn. Rõ ràng là nó phải xanh thì nó mới gọi là nó lấy được 13 trận thắng liên tiếp. Được. Để tao cái bánh kem này mà ăn vô một cái là ngon luôn nha bạn. Mình chưa có level 9 nhưng mà mình ăn cái bánh kem này luôn á là mình có thể lên được level 9 luôn á. À, là có thể luôn bạn chứ không phải là gọi là cái chuyện quan đường luôn nha. Trời ơi, sao mạnh dữ vậy. Già trưởng. Vậy nhưng mà già trưởng cũng không không giải quyết được vấn đề. Rồi, chấp nhận thua thêm 11 máu luôn, vãi đái. Ok. Ôi. 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 What? What? Ôi. Thôi Lemon Visa 2 ít nhất cũng phải lên được con vậy chứ. Không ra con nào thì đúng kiểu là không biết nói gì được luôn á. Đúng rồi, đưa cho con này. Già 2 có đồ trưởng cho nó lẹ. Tại đời so mới đời so 1 thôi. Đời so có 1 thôi cho nên là hơi kém. Nó hồi mana nó hơi kém chút xíu. Nhưng mà mình con già có gậy sét rồi. Đã thấy chưa, ít nhất nó phải thế chứ. Nó xoẹt qua một cái là nó bốc hơi hết rồi. Mày hả, lấy cái chổi luôn, tưởng vậy là mày ăn được tao hả? Sai rồi con. Ôi, pha đó già gánh vãi đái luôn, già gánh còng lưng luôn bạn. Rồi ông bà gánh còng lưng mới thắng được pha đó, sướng dữ trời. Đây rồi, một con, thêm một con nữa, một con nữa. Đúng rồi, hay đờ so 2 luôn. Ok, lấy trứng úp thôi bạn. Đúng rồi, thấy chưa, bắt đầu là cuộc sống bây giờ nó vương giả trở lại nè. À, cuộc sống bây giờ nó vương giả trở lại nè. Đây, để mình cho bạn xem tại sao
À, bây giờ mình up 9 mình để 6 phép là được, bây giờ mới có 5 phép thôi. Đó, bạn thấy chưa? Bạn thấy chưa? Nó khác lắm luôn á nha. Trời ơi. Nhưng mà mới có sơ 5 phép thôi nên là chưa trưởng được. Bên kia nó cũng có rành 5 rồng. Bên kia cũng có rồng 5 tiền rồi. Trời ơi, đất ơi, dữ dằn vậy. Mình up 9 thôi. Đó, để vô 6 phép. Đó, thấy chưa? Ok chưa? Bây giờ vậy đây, đó 6 phép rồi, bây giờ chị chỉ cần trưởng thôi là được. Rồi, để coi. Cái này cũng để coi 30 ra cái gì. Tại bây giờ mới gọi là test mà, chứ mình nghĩ ra coi trưởng ra nó mạnh không nha. Mẹ già đam mạnh hơn nhiều. Lấy cái rìu long quyết luôn, ép cái cốt trảo vô, tận dụng cái đánh tay luôn cũng được luôn, tại vì mình giờ mình có hai gira luôn. Đúng không? Bây giờ mình lấy cái cốt trảo đi. Ép cái cốt trảo vô xong rồi đi năm rồng. Ừ, nói vậy đi. Vậy đi cho anh em dễ hiểu. Đó, bây giờ mình level 9 rồi. Level 9 rồi, nếu mà mình ủa vậy đâu đủ năm rồng ta? À không. Nếu mà mình có con rồng 5 tiền thì vẫn là đi được 6 phép, đúng không? Được, 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 được. Vẫn được. Nè, để coi là hiệp này là hiệp giải quyết vấn đề nè. Nè, để coi rồng được bao nhiêu nha. Nhẹ nhẹ thôi, 5.600 rồi. Ôi được, được luôn, được anh trai ơi, khỏe đấy. 6.600 một hiệp, tuyệt vời, tuyệt vời. Xong rồi nó xòe một cái già trưởng là lia hết luôn. Nó xòe xong cái già trưởng lia hết, còn đứng đây nó đánh tay. Trời ơi, phải nó xuất sắc, ít nhất là nó phải vậy chứ. Nó phải được 3 tiền best choice. Nếu mà bạn tận dụng một con sát thương phép mà theo kiểu này 3 tiền con này ổn rồi. Tại sao nó có thể đánh tay nữa? Cái con Thunder thì nó cũng ghê đấy. Nó có được đi được về cũng ngon đó, nhưng mà cái sát thương của con, cái kỹ năng của con Thunder nó cao hơn, nhưng mà cái đánh tay của con Thunder nó không ngon, nó không ngon bằng con Shadow Divine. Ok, để coi này, ôi này có kháng phép rồi. Kháng phép với chúng tôi này, có kháng phép rồi ha, kháng phép với chúng tôi này, tao đánh tay chết luôn chứ. Kháng phép với chúng tôi hả? Thằng này nó có con Aquaman với lại con Siren cho nên là nó có kháng phép. Ôi lấy luôn, bây giờ up cấp cái nhẹ xong rồi mình đi năm rồng. Mình đi năm rồng lia một phát là bên kia sạch luôn. Ấy cho thằng này được nè, lấy cây kiếm luôn. Lấy cái kiếm úp cây súng cái đã, úp cây súng lửa, cây súng lửa xong rồi cái lên cái gọi cái nỏ thần, trời nó coi được quá luôn. Nỏ thần này cũng thuộc dạng nỏ thần An Dương Dương chứ không đùa đâu nha. Xòe, trời đất ơi, không biết gì chứ nhìn thấy là nó lực rồi. Ôi nhưng mà con rồng mà nó thổi ác vậy ta. Hèn chi nó có cái chuỗi nha. Thằng này được, thằng này khá. Thằng này khá, ui da. Hơi dư anh trai, hơi dư, hơi dư, hơi dư, hơi dư. Hơi dư quá. Từ từ mình up 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 10 cái nè. Xong rồi mình để này vào. Xong rồi mình kiếm con rồng 5 tiền. Đây luôn, có luôn. Thay con Blaming Wizard cũng được. Đúng chưa? Hợp lý. Rồi bây giờ chúng ta có 5 tiền, quên, 5 rồng, 5 rồng, 6 phép và hai Kira Shadow Divine 3. Trời đất coi được chưa, gì hết là mình thấy được rồi. Trời mới có 6 sách à, rồi 6 sách sau lên được luôn vào 11 đây, không biết nữa. Bây giờ phải kiếm thêm 6 sách nữa. Hơi khó, hơi khó.
Đâu rồi, để coi nè. In tiêu liền. Và trưởng pha đó thấy vậy chứ còn gây kỹ sát thương kỹ năng không bằng cái con Shadow nữa. Ôi ôi, được được được. Khó, đâu phải khi không bạn, đâu phải khi không. À. Cái này bây giờ không thay, không thế được con nào hết. Rồi bây giờ nếu mà được á thì mình sẽ lên level 11 á, mình để một con Soundbreaker vào là mình sẽ có Warlock. Sẽ là mình sẽ có Warlock team này, mà có Warlock thì ngon tuyệt vời luôn. Ngon phải nói là tuyệt vời luôn các bạn. Được 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 được. Cũng bình thường, bây giờ mình ăn được cái chuỗi là mình có 7 tiền nha. Ôi, 450 đam hả? Trời, 450 đam này mà đánh tay thốn đấy. Tại mình không có nhiều sát thương thôi. Mẹ tao mà lên được cái trường gọi là cái nỏ thần nữa thì tao đánh bên kia chỉ có đứa mà khóc. Ok luôn. Rồi đó coi, tới công chuyện, không lẽ lấy dao dịch chuyển ta. Hơi khó. Ây da. Quá vậy anh trai, thiệt luôn hả? Ôi nhưng mà thôi, xin phép lấy cái hút máu, quên lấy cái giáp ba, giáp băng. Đó, giáp băng để mình hồi mana cho nó lẹ. Ơi không, cái này đi, hồi máu đi, đúng rồi. Mình không có hút máu. Mình không có hút máu cho nên bây giờ mình lên cái này để có hút máu, được chưa? Hợp lý. Ôi bên kia cũng đi human phe rồng cannai phép cho được, cũng mạnh đấy nè, nhưng mà để con này qua đây cho nó tối ưu hóa sát thương. Xòe, trời ơi. Được lắm nha bạn. Được lắm nha, nhưng mà bên kia không chết. Rồi nè, không chết tao đánh tay chết. Trưởng nè, lìa chưa, khỏe chưa? Đâu phải khi không mà đánh tay nó vẫn đau mà. Hay đấy. Canon Granny úp cái rồng 2 lên luôn nè. Úp con rồng 2 lên luôn. Trưởng con rồng 2 này cũng có đam lắm nha. Cũng có đam lắm nhưng mà nó không ngon thôi. Tại cái đường thẳng á nó hơi khó. Nó hơi khó. Đâu để con Shadow nè. Từ từ để mình dời mấy con này qua đây trước thì mình muốn tách đồ hình nó ra. Gồng nè. Lia. Mà còn gọi là hơn sinh lai nữa. Mẹ sạch bông kim kít luôn á nè. Thích đánh tay không? Thích đánh tay không? Đánh tay với tao. Vô đây. Thấy chưa? Xòe xong rồi con già trưởng xong rồi thanh đờ gồng mà nó đủ thứ chiêu trong đó hết. Trời ghê. Tuyệt vời. Vậy nó mới được bạn. Ít nhất là nó phải vậy. Thấy không? Rồi. mình có 5 rồng thì nó cũng có 5 rồng. Nhưng mà mình có con Shadow Divide 3 với già 2 là tuyệt. Quá khó. Mẹ lia gì đâu, vừa vô chết 2-3 con rồi. Chỉ có một chiêu của con già với lại con Shadow thôi là chết hết rồi. Vậy thì sao mày chơi lại tao được. Ôi. Thấy ghê chưa. Trùm sát thương diện rộng là đây rồi. Rồi ôi, nhưng mà chú quỷ cũng đỡ. Nhưng mà chú quỷ không có đưa chỗ nào vào được hết á. Thua rồi. Ôi máy bay này cũng được các bạn. Máy bay để đưa vô là mình có phép, sát thương phép luôn. Với lại có cái bộ mà người lùng đó. Nó sẽ búp được nhiều nhưng mà cái này không có, nó không hiệu quả đâu tại phép không à. Đâu rồi, gồng nè. Ôi. Thôi, không có nói nhiều. Một lần lia là lấy sạch. Ok, anh em đang xem để lại cho mình một like. Ai chưa bấm đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel mình nha. Rồi cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người nha, nhớ lại một like và đăng ký rồi tham gia nhóm của mình ở trên Facebook nha. Rồi cảm ơn mọi người. Take a body call. Take a body call. Take a body.
high.